Con về rồi à? Làm gì đấy? Mẹ đi chợ về à? Con nấu đồ ăn mang vào cho anh Phan với cả mẹ anh ấy. Sao không mua bên ngoài cho nhanh? Nấu làm gì cho nó vất vả ra? Anh Phan đã đủ mệt mỏi rồi. Ăn đồ ăn nhiều ở bên ngoài mãi cũng không tốt, không đảm bảo sức khỏe. Nhỡ ốm ra đấy lại khổ mẹ ạ. Ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát. Có chuyện gì thế hả mẹ? Con gom hết đồ nữ trang và tiền tiết kiệm đưa cho thằng Phan rồi phải không? Vâng. Con... Bởi vì là con nghĩ chưa cần dùng tới, cho nên... Cũng không nhiều đâu mẹ. Sau này bọn con sẽ cố gắng tích lũy lại ạ. Bọn con? Sau này? Ý của mẹ là gì? Mi, con là con gái đấy. Lẽ sao con phải được dựa vào người đàn ông xứng đáng? Chứ không phải bây giờ con làm chỗ dựa cho nó và gia đình nó như thế. Mẹ, con biết là mẹ thương và lo cho con, nhưng chuyện tương lai thì để sau này tính đi. Bây giờ con chỉ mong mẹ đứng ngăn cản con chăm lo cho anh Phan thôi. Mẹ hiểu cho con nhé. Đi đây.